Đúng 8 giờ sáng nay ngày 20 tháng 3, lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải diễn ra tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trong sổ tang, các vị lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chia sẻ những tình cảm tiếc thương và xúc động về một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã cống hiến trọn đời mình, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, người đồng chí, người anh gần gũi yêu thương. Đúng 6 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 3, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đơn vị thực hiện các nghi thức thượng cờ và treo cờ hàng ngày trên quảng trường Ba Đình, Hà Nội, đã tiến hành nghi thức treo cờ rủ. Các chiến sĩ tiêu binh đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khác với những ngày thường, trong ngày 20 tháng 3, sẽ không có nghi lễ hạ cờ vào buổi tối. Lá quốc kỳ có giải băng tang sẽ được treo trong suốt 2 ngày 20 và 21 tháng 3 để tưởng nhớ cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, các đoàn đã vào viếng linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Đoàn Ban chấp hành Trung ương do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Vòng hoa viếng nguyên Thủ tướng mang dòng chữ Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kính viếng. Tiếp đó là đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào viếng. Trong sổ tang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải, anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đã cống hiến trọn đời mình, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin vĩnh biệt anh Sáu Khải. Xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất." Không hẹn trước, những nguyên lãnh đạo cùng thời với ông Sáu Khải đều có những dòng chia sẻ xúc động. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương viết: "Vô cùng xúc động chia tay người anh, người đồng chí thân thương, đã từng kề vai sát cánh trong thường trực chính phủ chục năm đầu thời kỳ đổi mới. Anh đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân." Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rất lâu mới có thể đặt bút. "Mới cách nay 3 tháng, anh em mình còn vui sinh nhật cùng anh Năm, tức Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, tại nhà em. Thế mà nay anh đã ra đi, để lại bao niềm đau nỗi nhớ. Nhớ về anh, người lãnh đạo tài năng, đức độ, người đồng chí, người anh gần gũi, yêu thương."